bố mẹ suốt ngày bận việc, mình tự đi chơi một mình vậy. Bỏ đi đâu được nhỉ? Nguy hành trên đầu út đi. Đi khu vui chơi thôi. Ý, chỗ này dưới 70 xăng được free vé vào cửa. Đúng rồi, bún ở đây. Em cao 80 xăng rồi, phí vào cửa 150k. Hả? Mình quên mất sáng nay mẹ cũng cho mình uống Linebond D3K2, giúp mình tăng khả năng hấp thụ canxi gấp đôi so với D3K2 thông thường, nên mình đã cao hơn trước đó rồi. À, đã có cách. Tôi ngày hôm nay nặng thế. Quá thông minh, quẩy đê. Nhân viên nói có em bé đầu đội mũ củ hành anh ạ. À, anh nhìn kìa. Nhìn này, hồi sáng lúc em nhỏ D3K2 cho bún uống, con có cầm chiếc hộp này. Con rất thích chơi cầu trượt, đến đó thử xem. Không có. Mũ của bún, sao lại vứt lăn lóc ở đây? Có khi nào con mình bị bắt cóc rồi không? Ba xin lỗi con. Gia đình anh chị nào là em bé đầu đội mũ củ hành yêu cầu đến phòng ban quản lý nhận bé. Bún, ôi anh chị mang cháu về giùm em với. Con không được bỏ nhà gia đình như thế đâu nhá. Anh chị ơi, phí vào cửa của bé 150k chưa ai trả. Không biết nữa, không biết nhớ. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.